lại đánh răng vậy à? Đánh như vậy thì làm sao mà sạch được? Thế đánh như nào hả bố? Đánh có sạch hay không ấy là còn phải do các bàn chải. Cái này ấy này, tao chỉ đánh một lần thôi là cả tuần không phải đánh. Ui ơi, toàn thang. Ui giời ơi, như vậy ăn thua gì? Phải như tao này, một tháng đánh một lần nha. Ôi giời ơi. Ui giời ơi. Quá đẳng cấp. Nhà này có con quả gì ngon thế nhỉ? Chứ không có nhà đâu. Hả? À, con lên kia mà chẳng sống rồi à? Ôi thôi, anh xin rồi. Thằng kia, đừng lại. Con kia. Con kia. Mày liên quan hay là Free Fire? Free Fire. Mày quan liên quan hay Free Fire? Liên quan. Ho 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 ho. Mày fan liên quan hay là Free Fire? Con liên quan cả hai. Cả hai này. Cháu ơi, cho chú hỏi, cháu fan Liên Quân hay là Free Fire? Cháu fan Trường Con. Chúc mừng cháu đã trả lời chính xác câu hỏi của chú. Và đây là phần thưởng của cháu. Hey. Mọi người nhớ đăng ký kênh Trường Con TV để nhận được cả nước này nhá. Con này, ai cho mày ăn trộm bưởi nhà tao hả? Chú hãy phân lý bật sử ra. Ai cho mày chẳng đi ăn trộm? Ừ nhé, mày nói cũng có lý. Lại vợ giận hờn vu vơ rồi bỏ về á? Không có đâu. Đi lên đây, tao hỏi tôi đây, sao mày dám bất bưởi nhà tao? Cháu không bất, cháu chỉ xem thôi. Mày thích xem à? À, thằng cu con này có quả dưa to thế, cho chị xin miếng nào. Zulu bài đấy không cho đâu. Đủ ba hết đu đủ của tao hết. Trả đây. Của tao. Trả đây, dưa của cháu mà. Dưa nào là dưa của mày? Trên tay tao là của tao. Ơ, thật của mày không? Trả dưa đây, trả dưa đây cho tao. Tất cả cái hoa quả trong làng này đều là của tao hết. Xin nha. Ngọ ngọ. Ôi trời ơi, thằng đàn nó ăn tham chưa? Nó đút hai cái mâm vào miệng kia kìa. Bé ăn gì mà ăn tham thế? Em xin lỗi. Mày nhìn chị mày ăn từ tốn như thế này cơ mà. Hả? Đấy đấy, ăn như vậy à? Ăn từng cái một thôi, mua về ăn chả biết tiết kiệm gì. Ăn từ từ thôi. À vâng bà chú ơi. Ăn từng cái một thôi, ăn như bọn chết đói ấy. Phải biết nhường người khác chứ. Chúng mày còn nhiều thứ tao chưa muốn nói đâu. Ai hốt mà. Ô, cái này xa xa anh nhỉ. Cố lên nha. Chú ơi, cứu cháu. Bác sĩ sắp đến rồi nha. Cố lên. Bao. Đây chú rồi. Chú ơi. Béo thế.
đi vừa gấp cho nha. Ngoan, ngoan chưa gấp nha. Thôi thôi, nín nha, nín nha. Ôi sâu ngon thế, nhìn ngon thế, giảm miếng mới được. Ngon thế, lần sau có bảo chú cắt cho nhé. Ngon thế. Nhiều khiết. Ôi đại ca, ôi đại ca, sao trời tối vậy? Mày ngu rồi, chờ tôi đi ăn trộm chứ. Mày ngu rồi, đi ăn trộm mà điện lên hàng hả? Ngu thế, ai là kia, tư ạ. Chúng mình đi ăn trộm sao bật điện sáng trưng vậy? Bỏ ngu đây, chả là cái tích sự gì. Hãy đi ngồi kia đi, chưa qua đâu. Có ai ở trong này không? Điên ơi. Ở tên chỗ kia, bạn làm gì đấy đây? Hả? Em đang ăn cơm anh ạ. Mẹ là chú này, tao bảo lên trộm đồ chứ tao bảo đi hút cơm mà. Đứa nào ở trong đây đây? Thứ bạn, sao mày học tên 1 với 2 đấy này? Mày có biết học như thế là mày buồn lắm không? Em chỉ học được thế thôi. Mày đọc hết bằng chữ cái cho chị xem nào. Nào. Mấy hôm nay tôi bắt được mày rồi. Ông có cơm mà tôi quẳng ông đi bây giờ. Xem cái này là cái gì nè. Cái mày có cái gì nhỉ? Ê ơi, bị khỏi. Bị thôn thối bánh. Hóa ra là bị à. Đây chú ơi, đây chú ơi. À đây, chú đây. Đây chú đến. Bà chú hơi lâu rồi đấy. Để kia đi cháu. Cháu cứ đi được mà chú. Mày cứ yên tâm đi. Còn con kia, đưa ra điện thoại đây. Điện thoại của tôi. Bên sau còn cất phở đi vai nữa không? Mì tôm thanh làm thơm chưa? Mì tôm ở đâu thơm nhỉ? Ô cô Linh, mày có cái gì ăn đấy? Mì tôm thanh làm đấy, mày người có ăn không? Có ơi, mì tôm thanh làm có ăn được không cậu? Tao lần đầu mới nghe thấy cái mì này, thôi cứ ăn thử xem là ngon không. Mọi người có ăn không? Ngon lắm. Mày đưa ta thử này. Ngon lắm. Đây. Đây. Con ơi, con ơi. Con không, con nói thì chả ngon. Ôi ơi. Con đi ăn rồi. Mày ăn cái mì tôm thanh long của Cân Linh nên đâu sợ nó bụng thế nhở? Trời đã thấy nghi nghi rồi, tự nhiên ăn mì thanh long và toàn đi ỉa. Mình này thêm chị ăn mình ngồi đây làm gì đây?
là con tao thì đừng có trách. Các bạn nhé, mình là Trung đây. Hiện tại mình đang đứng ở đồi cây. Em bây giờ đang cầm 200 triệu. Em vừa gõ bàn và đăng ký kênh của Trường Con TV và thả like chia sẻ. Trường màn hình đã đăng ký kênh và gửi cho nick của ông Trường ở trên Facebook nhận giải thưởng này. Số lượng có hạn, anh em nhanh tay bấm vào đăng ký kênh nha. Tìm thôi anh em. Ô con Linh, bát đũa đâu mà mày không ăn mà ăn được cái đấy? Con gái con nướng ít ăn phải nhìn trên nhìn dưới chứ. Em nhìn thấy cái bát này á, bé nhất ở trong cái trạm rồi đấy. Ăn nướng mà có bị phê không? Ta ăn như này là bị có giới hạn đâu. Mày ăn uống vậy à? Con nói đó à? Cháu xin lỗi, không ăn cháu ăn cháu phải hết lên tay. Lần sau ăn uống cả vào, ăn phi phạm à? Vâng. Ăn uống cho ăn thôi mà. Đã nấu cho ăn thì cứ ăn hoàng hoàng, mắc hết cả người. Chả biết đi từ gì. Ăn như tao này, gọn gàng à? Hello, chào người đẹp. Ơ, cái danh quần này mày bảo ai là người đẹp? Chỉ có người đẹp mới biết quét nhà thôi. À, mày nói tao là đàn bà à? Bố thì cũng gần nửa nửa đàn bà. Mày nhìn người ta to thế này mà bỏ tao là đàn bà à? Bố bảo bố không phải đàn bà thì bố vào bật mẹ đi. Thôi phải đố cái khác khó hơn đi con. Cái này bố không làm đâu. Ê, nhục quá nhục. Được rồi, mày cứ đợi đây. Chị nào, mau ra đây. Cái gì? Mày hôm nay đương nhiên cho tao đánh một cái. Chỉ có đàn bà mới đi đánh phụ nữ thôi. Ông là đàn bà. Được rồi, cứ đợi đây. Như này đủ đàn bà chưa? Ừ, cũng giống đàn bà rồi đấy. Ông cứ đợi đấy. Tất cả bố. Chuyện ta mà lại. Đã ăn cơm đi. Không. Ăn cơm đi, đã nốt bàn này rồi bố cho tiền mua đồ chơi. Không. Chú Trường hỏi đói chết nhở. Kể bây giờ mà có cái gì ăn thì cho biết mấy. Mỗi mình mày nói à, tao đang nói móc mồm lên này. Ôi chú Trường ơi, có cái ăn kia kìa. Ừ nhờ, đi ra đấy sẽ kiếm được cái món thì ăn không, đi. Ôi chú ơi, chú lại cho cháu đốt chưa? Chỉ có cháu với chị ăn cả ngày thôi. Thế trông cậy nhờ hai người đấy nhá. Má, phải ăn như này này, mày bao lớn được. Ừ, đúng rồi đấy, em phải ăn như thế nhá. Đây này, chú làm mẫu cho nhá, đây này, này. À mồm là to rồi nha. Chú cho miếng này. Nào. À. Chú ơi cho mày. Từ đến luận tao ăn trước. Này cháu nhìn này. Hết sạch rồi này. Em chưa có ăn rồi nhá. Thì mày lớn được à. Ôi hết rồi. Tiên sư bọn này dám ăn hết cơm của con tao à. Ôi, chạy không. Chú ơi, cho em ra biển chơi đi. Ok, em giữ hẳn nó nha. Nhanh lên anh ơi. Sao không anh ơi? À, sao không có được vậy nhỉ? Thôi mắc cạn rồi. Ôi chú ơi, nhìn cái lưng kìa, uống nước chảy hết cả ra kia. Con gái chẳng thấy ra phải giống gì. Ôi nhà em sợ dữ quá. Mày còn hơn nó, mình bảo nói nó à. Ôi ơi, mồm cháu thủng sao chảy nhiều thế. Ây ôi mà. Sao đó được. Uống phải như tao này, làm gì có rơi hạt nào ra ngoài. Ôi ơi, ôi chú cho hai gái kìa, ra treo đi. Cháu gái thật đấy. Chú ơi, con này mông to chắc đẻ mạnh lắm chú ơi. Chú cũng như thế đấy. Úi dồi ôi. Chết đâu gái. Đằng kia có vụ gì mà đông người thích nhảy, mình phải ra xem mới được. Em này mà muốn sắp ra đây. Mày đùa tao rồi à? Luận, ngay tiếp theo. Để cho con quả khi nào con về lấy chồng. Hả? Mày á? Thì cho nó vào đấy. Con lợn, con lợn đi. Ngay tiếp theo. Ô, xem bó à? Mày phải ra hỏi thầy xung tích nào mà không làm mà vẫn có ăn nhỉ? Ô, cái thằng dân quan này mày xếp sau tao mày lại lên đằng trước à? Mày cứ nhanh biến không? Người tiếp theo. Dạ, thầy ơi, thầy cho con hỏi là bây giờ con làm biết bao nhiêu nghề rồi không có tiền ra, thầy chỉ cho con trong con làm này gì cho nó nhanh giàu. Thế mày khai họ tên cho thầy xem nào. Dạ, thầy ơi, con tên là Nguyễn Phấn Đông ạ.
Ý giời, tao nghe thì cái tên của mày tao đã nặng mùi rồi. Bảo sao mày làm việc gì cũng không được. Mày nghe răng của mày ra sao nào? Ôi trời ơi, cái răng của mày chỉ có đi bổ giờ thuê thôi. Thôi đi đi. Mày tiếp theo. Thằng này mày muốn sao cái này? Thì xem tụi con cái nào mà không làm mà vẫn có ăn không? Có đấy. Cái gì vậy thầy? Cái này mày không làm mà đã có ăn lắm. Cái này xếp thôi con ạ. Cái làm gì mà? Hôm nay chúng mày sang nhà thằng Trung bắt trò cho tao, nghe chưa? Ba đứa này sang bên kia để dỗ thằng Trung và bắt nó á. Còn tao và con Tâm ở bên này. Bây giờ làm sao hả đại ca? Mày yên tâm, tao có cách của tao. Tao có cái kẹo này, chó thích ăn lắm, để tao rủ nó ra. Êu êu êu. Ăn đi nhanh để chị bắt. Bà nhanh lên.